Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Trí tuệ là gì? Trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI là gì? Do ai tạo ra? Ý ba, một người như thế nào được gọi là người có trí tuệ? Ý bốn, trong tương lai, trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn trí tuệ con người hay không? Điều này sẽ có lợi hay có hại gì cho con người? Xin trả lời câu hỏi thứ hai của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Thứ nhất, thì trí tuệ là gì? Trí tuệ ở đây có nghĩa là sáng suốt. Trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI. Trí tuệ này là do con người tạo ra, rồi sau đó con người sẽ lắp đặt vào trong người máy hay là máy vi tính. Một người mà có trí tuệ là một người phải hiểu rõ nhiều thứ, mà cái phần hiểu này thì phải thật rõ ràng và khoa học. Trong tương lai thì trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn trí tuệ con người được hay không? Xin thưa là không. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ nhân tạo là được tạo ra dựa theo lập trình của điện từ âm dương và máy móc. Còn trí tuệ con người là do có sự hỗ trợ của ban thần, thánh, tiên và Chúa, được gọi là tâm linh. Nếu như con người không hiểu những phần cơ bản này, thì trái đất của mình sẽ bị cháy sớm hơn so với lại chu kỳ thành trụ và hoại. Xin mời anh Việt An đặt câu hỏi tiếp theo.